Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Kênh truyền hình CGTN dẫn lại các thông tin do truyền thông Israel đăng tải cho hay. Trên các mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng Osin, đang lan truyền các hình ảnh và video về vụ nổ gần cơ sở xử lý uranium ở Isfahan, gần thủ đô Tehran. Thành phố Natanz, trên địa bàn tỉnh Isfahan, là nơi có một trong những trọng điểm làm giàu hạt nhân của Iran. Trung tâm nghiên cứu công nghệ hạt nhân Isfahan là trung tâm khoa học nguyên tử lớn nhất của nước Cộng hòa Hồi giáo này, nằm ở phía đông nam thành phố Isfahan với công suất 10 MW. Cơ sở Isfahan có trang thiết bị để sản xuất thanh nhiên liệu uranium, quy trình đặc biệt nhạy cảm bởi nó có thể làm lõi cho bom hạt nhân chiến thuật. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cho biết, cơ sở Isfahan còn có hệ thống chế tạo bộ phận máy ly tâm và mô tả đây là một địa điểm mới trong chương trình hạt nhân chiến thuật Iran. Một số ý kiến gắn vụ nổ với các hành động có thể do Israel tiến hành trong bối cảnh Tel Aviv đã nhiều lần tuyên bố ý định ngăn chặn chương trình hạt nhân chiến thuật của Iran bằng mọi cách và mới đây khẳng định sẽ đáp trả vụ tấn công tên lửa đạn đạo lớn chưa từng thấy của các lực lượng Tehran vào lãnh thổ Israel. Tuy nhiên, theo hãng tin Ynet, các quan chức tại căn cứ phòng không Khatam al-Anbiya của Iran đã bác bỏ thông tin về vụ nổ gần cơ sở hạt nhân ở thành phố Isfahan cũng như bất kỳ vụ tấn kích nào của Israel. Truyền thông nhà nước Iran gắn sự vụ với một cuộc tập trận của quân đội nước này. Các hãng thông tấn quốc tế thừa nhận hiện không thể xác minh được những thông tin trên. Israel từ lâu coi chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa hiện hữu, có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Trong khi Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này vì mục đích hòa bình. Các lãnh đạo Iran cũng từng tuyên bố các cơ sở hạt nhân này là lần danh đỏ đối với họ. Để tấn công cơ sở hạt nhân Iran, tên lửa của Israel sẽ phải bay qua không phận bên thứ ba như Jordani, Ả Rập Xê Út hoặc Iraq. Iran đã phân tán các cơ sở hạt nhân của mình tại nhiều khu vực, thậm chí xây dựng ngầm trong bong ke kiên cố, khiến đối phương khó có thể phá hủy chúng hoàn toàn. Quân đội Israel thông tin, không quân Israel IAF tiến hành chiến dịch trên không quy mô lớn và tấn công hơn 120 mục tiêu khủng bố ở miền nam Liban trong vòng 1 giờ. Israel tăng cường cuộc xung đột với lực lượng Hezbollah của Liban khi Hamas cảnh báo về một cuộc xung đột kéo dài. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chiến dịch tấn công Israel đang thực hiện nhằm đảm bảo tình trạng bạo lực vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái sẽ không bao giờ lặp lại. Ngoài ra, sau khi Israel bắt đầu chính thức lễ tưởng niệm những người thiệt mạng trong cuộc tấn công, lực lượng Hamas cũng đã phóng bốn quả tên lửa từ giải Gaza. Trong khi đó, nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban mới đây thông báo khai hỏa loạt rocket vào căn cứ Clilot của đơn vị tình báo quân đội 8200 ở ngoại ô thành phố Tel Aviv, trung tâm kinh tế và công nghệ của Israel, nhưng không nêu số lượng cụ thể. Bộ Quốc phòng Israel xác nhận 5 rocket tầm xa được phóng từ Liban về hướng miền trung nước này, tuyên bố đánh chặn một vài quả và số còn lại rơi xuống khu vực chống trải. Cơ quan này nói thêm rằng vụ tập kích không gây thương vong hay thiệt hại lớn. Theo truyền thông Israel, còi báo động không kích đã vang lên 3 lần ở miền trung nước này do các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, rocket từ giải Gaza, Liban và Yemen. Hezbollah đã phóng tổng cộng khoảng 190 rocket vào lãnh thổ Israel trong một ngày, chủ yếu nhắm vào miền Bắc. Loạt vụ tấn công diễn ra trong ngày kỷ niệm tròn một năm xung đột Israel, Hamas bùng phát. Các thành viên đơn vị 8200 đều là những binh sĩ ưu tú nhất trong lực lượng quân đội Israel, đồng thời họ đang làm nhiệm vụ tại một trong những đơn vị nòng cốt để củng cố năng lực quốc phòng của Israel. Họ là những tài năng trẻ được tuyển mộ kỹ càng nhằm phát triển và vận hành các công cụ thu thập thông tin tình báo. Đơn vị 8200 thường được ví như Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA hay Cơ quan Tình báo An ninh và An ninh mạng Anh GCHQ kiểu Israel. Đơn vị 8200 là một trong những lực lượng đơn lẻ lớn nhất thuộc lực lượng phòng vệ Israel IDF được hình thành từ việc sắp nhập các đơn vị giải mật mã và tình báo khác nhau ngay tại thời điểm thành lập nhà nước Do Thái vào năm 1948. Theo một tuyên bố trên Telegram, cánh vũ trang của Hamas cho biết họ đã bắn phá Tel Aviv bằng một loạt tên lửa Makarov M-90. Nhóm này cho biết cuộc tấn công là một phần của cuộc xung đột tiêu hào đang diễn ra và nhằm đáp trả các cuộc thảm sát của quân đội Israel chống lại dân thường và việc cố ý di rời người dân của họ. Nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban cũng cho biết họ đã bắn một loạt tên lửa vào thành phố Kamien của Israel. Trong tuyên bố trên Telegram, Hezbollah cho biết cuộc tấn công được thực hiện nhằm ủng hộ người dân Palestine và cuộc kháng chiến của họ, cũng như bảo vệ Liban và người dân nước này trước các cuộc tấn công của Israel. Ngoài ra, Hezbollah cũng tuyên bố đã tấn công một căn cứ quân sự ở phía nam Haifa bằng tên lửa Fadi 1 và thực hiện cuộc tấn công khác vào Tiberias cách Haifa khoảng 65 km. Quân đội Israel cho biết tính đến chiều ngày 7 tháng 10 đã có 135 quả đạn bay từ Liban vào lãnh thổ Israel. 10 trường hợp được báo cáo bị thương ở Haifa và hai trường hợp bị thương khác được ghi nhận ở miền trung nước này. Quân đội Israel cũng cho biết một tên lửa đất đối đất được bắn từ Yemen vào miền trung Israel và đã bị đánh chặn. Vụ phóng tên lửa kích động hệ thống còi báo động khắp các vùng rộng lớn ở miền trung Israel, khiến người dân phải tìm nơi trú ẩn. Quân đội Israel cho biết, lực lượng không quân nước này đã tiến hành các cuộc ném bom quy mô lớn vào các mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban. Al Jazeera cho rằng, việc lữ đoàn quát Sam của Hamas bắn tên lửa vào Tel Aviv có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tên lửa đã bị đánh chặn, nhưng khả năng nhóm này vẫn bắn tên lửa sau một năm đặt ra dấu hỏi lớn đối với chiến lược quân sự của Israel. Nó cũng nhấn mạnh rằng cuộc xung đột này đơn giản là không thể chấm dứt chỉ bằng biện pháp quân sự, cần có một giải pháp chính trị. Tuy nhiên, chính phủ Israel vẫn khẳng định họ không đàm phán về lệnh ngừng bắn. Mặc dù vụ tấn công hôm nay là thông điệp mang tính biểu tượng từ Hamas, nhưng nó cho thấy nhóm này vẫn còn khả năng sau một năm bị Israel cố gắng loại bỏ. ACS đưa tin thủ lĩnh Hamas và là đầu não đứng sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Ông Yahya Sinwa đã tái xuất sau nhiều ngày mất tích. Trước đó, các thông tin cho rằng ông này đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở Gaza. Cụ thể, ông Sinwa được cho là đã nối lại liên lạc với các nhà đàm phán Hamas ở Qatar sau thời gian im lặng trên radio. Trước đó, có thông tin cho rằng ông Sinwa có thể đã thiệt mạng. Các quan chức không tìm thấy bằng chứng nào cho tuyên bố này. Cả lực lượng phòng vệ Israel và cơ quan tình báo Bet đều mở cuộc điều tra về ông Sinoa để xem liệu ông Sinoa còn sống hay không. Ông Sinoa đã biến mất bên trong mạng lưới đường hầm của Hamas và im lặng thời gian dài trên sóng vô tuyến. Nhà lãnh đạo của Hamas rất có thể đang dựa vào những người đưa tin để truyền đạt thông điệp trong khi ông ẩn náu dưới lòng đất ở Gaza. Vẫn chưa rõ việc ông Sinoa quay trở lại bàn đàm phán có ý nghĩa gì đối với thỏa thuận ngừng bắn đang bị đình trệ giữa các bên vì thủ lĩnh Hamas đã nhiều lần không thỏa hiệp với Israel. Trong khi đó, sau một năm của cuộc xung đột tàn khốc giữa Hamas với Israel, nhà lãnh đạo Hamas lưu vong, ông Khaled Messaan nói rằng đây chỉ là một phần của câu chuyện kéo dài suốt 76 năm, bắt nguồn từ sự kiện mà người Palestine gọi là Nakba, nghĩa là thảm họa khi người Palestine phải di rời trong cuộc giao tranh năm 1948 vì việc thành lập nhà nước Israel. Ông Messaan nói trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters, lịch sử Palestine được tạo thành từ các chu kỳ Chúng tôi trải qua các giai đoạn mất đi những người tử vì đạo và mất một phần năng lực quân sự của mình, nhưng sau đó, tinh thần Palestine lại trỗi dậy, giống như phượng hoàng nhờ có Chúa. Ông Messan cũng khẳng định, lực lượng này vẫn có thể tấn công quân đội Israel, đồng thời nhấn mạnh, chúng tôi đã mất một phần đạn dược và vũ khí, nhưng Hamas vẫn đang tuyển dụng chiến binh và tiếp tục sản xuất một phần đáng kể đạn dược và vũ khí của riêng mình.